Sí. Tổng tài sản của bạn ấy là quá lớn đúng không anh? Sí. Es todo un capítulo así. Sí. Sí. Hola, ¿eh? Sí. 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 Fala mais porque isso é um rico. Isso é muito dinheiro. Já é o negócio. É sim, sim. Não dá mais pra falar. Sim, sim. Vem. Ok, hello, Domingos e Mateus e Cativa. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel Công Nghiệp Vlog Cuộc Sống Của Cháu Phi. Đấy thì ngày hôm nay là mình hồi sáng là có nhận được điện thoại của anh Domingo các bạn. Thì là anh ấy đi ở trên chỗ con là đã Adriano đến chỗ Quang Dũng các bạn, là đi đám hỏi con về. Đấy là về lúc đấy là tầm 4 giờ sáng này, gọi điện mình là đón, mình đón về nhà. Xong đây là sáng nay mình chờ đấy, tí nữa mình cũng chờ qua chỗ trang trại mình vừa mới mua đấy các bạn, chuẩn bị mua. Thì là để cho anh ấy là để thăm quan một vòng đấy, cũng như là để cho học hỏi cái cách bác chủ đất ở đấy là trồng trọt bắp cải và những cái ấy, là để truyền lại cho anh ấy một ít kinh nghiệm. Đấy, cái mục đích của mình là như vậy. Đấy thì đi về thì đi qua đây, thì mình chở đi qua đây để vào đây tí, tí mình sẽ trở về qua bên chỗ chỗ trang trại là ba bản các bạn. Esse ano já foi do rua muito já fazia pedido, né? Sim, ontem, antes de ontem já fizemos pedido do meu filho Adriano. Okay. E agora hoje voltei e cheguei para ir já na fazenda. Ah, tá bom. Sim. Đấy, tương nay lại chuẩn bị có cháu đấy còn, con đâu là cười hỏi rồi. Ăn hỏi đây. Esse quando vai fazer casamento? Ah, vai fazer casamento dia 15 de março. Ah, 15 de março. Sim. Lá, anh hỏi là 15 tháng, cưới là 15 tháng 3, còn là sáng năm. É se produzir um ano, né? Sim. Já tá quase, né? Tá quase. Tá ri, né? Sim. Ah, sim, tá é só dois meses e meio. Ih, cũng là một chuyên gia nông nghiệp đấy. Bây giờ là cũng là, mặc dù là nhiều con, nhiều cái, nhưng mà đống con thì đống của đấy còn. Thì sau này là cũng mong nói anh ấy là phát triển trên trang trại đấy, là cùng người dân bản. Đấy, sau này cũng có thu nhập là để nuôi con, nuôi cái. É se hoje eu trazer aqui, é se do fazenda eu vou comprar. Esta fazenda? É. Essa fazenda tudo é isso? Já. Com as mangas assim? Sim. Ué, 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 ué. Meu Deus. Ah. Isso do meu do céu, Doni? Sim. Compraste já? Quase comprar. Muito. Não dá para falar. Ah? Não dá para falar. Isso tudo é manga? Já, tudo. Ah, quantos pão assim da manga? Tudo esses são 2.700 junto manga com laranja, com tangerina. Đứng hình luôn, đứng hình luôn. Não dá para falar mais nada. Isso é fazenda, Chef Tony. Muito obrigado, muito obrigado. Tava tudo manga aí, tudo. Vê, muito grande. Eu comprar mais, agora dono ele vai tirar esse ainda. Sim. Ele tira tudo manga esse ainda, terminando. Depois eu vou entrar trabalhar. Tá bem. Não, eu como tem bué de manga, os pau dessa tirar dele, para ficar já nós, para poder concorrer já com esse fome. Para nós ficar rico. Sim, gá. Không nói cái gì mà gạt nghiến đấy. Tudo aqui, tá bem? Tá bem. Đấy, tí đưa mình sẽ đưa anh ấy xuống dưới cái chỗ mà đang trong bắp cải của bác chủ đó đấy các bạn, để cho bác ấy là truyền đạt lại ý kinh nghiệm, vì bác ấy là một người thực chất rất giỏi, cực kỳ giỏi, là giỏi hơn cả anh ấy đó các bạn. Mình cũng muốn là để trước khi bác ấy bán ấy, mình cũng muốn anh Manuel hoặc anh Domingo là để học hỏi những cái kiến thức của bác ấy, để truyền lại cái kinh nghiệm để phát triển đến những cái nhiều chỗ trên bản làng nghèo miền núi châu Phi nha các bạn. Đấy, mục đích là như vậy, để cái tương lai thôi. Hiện tại thì bây giờ những cái gì chưa biết thì phải học hỏi thêm nữa. Isso tudo tua ver manga. Assim, tá direito e direito, é linha, linha. Sim, linha, linha. Eu nunca vi. Hả? Em nunca vi. Ờ, anh ấy bảo là chưa bao giờ nhìn thấy là nunca một vi, một cái vườn xoài mà rộng lớn như vậy. Mày giống biết fazenda ở đâu đây. Về ta là ô lây về. Ué 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 về 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 as manga. Về về as manga. Vai lá, corre, vai lá, vê. Vê esse manga. Eu nunca vi nem no que pulo na manga como está aqui. Anh ấy bảo là chưa có lần nào nhìn thấy một cái vườn xoài mà rộng lớn như này, thẳng tắp như này. Ta về đây tudo esse aí. Tocou até no chão. Já, toca no chão. Vê, isso já está pronto. Já? Quase pronto. Não, essa aqui está pronto, chefe. Vem. Quero comer tirar só. Vou tirar só? Já, quero comer tirar. Muito cuia. Muito cuia. Muito cuia. Esse também está... Quả này là cũng bị hỏng đấy các bạn. Quả này bị hỏng này. Muito cuia. Oh, muito cuia. Manga, assim. Cực kỳ ngọt lắm các bạn. Oh, vê lâu. Ô,
bạn ơi. Ô, về đâu, cô mẹ. Ô. Ok. Ngoài nước à? Canal à? Normal. Dạ, sì, sì, ora. Muito obrigado. Dạ, anh Nguyễn Ngô thì nói lớn hơn để mấy cho bạn ấy. Sì, muito obrigado, sì. À, bom dia. Bom dia, sì. Sì, ma velo, esse aqui é só do domingo. Aquele trabalho do minha fazenda antigo do Canguluve. Ah, no Canguluve? Sì. Ah, tá bem, mano. Obrigado, obrigado. Não, eu sou dono aqui também. Já. Ah, essa fazenda aqui, tudo isso aqui é a minha fazenda. Muito sim, sim. Agora tu vai fazer negócio com o chefe Tony. Sim, senhor. Sim, eu agora vou despachar porque vou mudar. O meu corpo não está bom e assim vou. Hôm nay chân kẻ các bạn. Thì mình hôm qua cũng đã nói với bạn. Vou mudar a minha perna está. Hôm nay kẻ hơn các bạn. Hôm nay là kẻ năng hơn hôm kia này. Tá mal assim, tá. Já, do mais velho. Sim. Isso agora já tá fua lá mamãe. Sim, tá sao? Aran cho em bù giờ para ba mươi giờ. À, tá bem. Đấy, mình cũng bảo bác là sắp xếp thời gian để là như hôm kia mình cũng đã lên video đó các bạn. Thì là để mình đưa bác đi là khám được sớm từng nào thì hai tháng đấy. Nhưng để này là để sau để nặng quá sẽ bị hoại tử, là sẽ bị phải cưới chân các bạn. Esse do mais velho, você deixa muito tempo esse? Ele vai? Sim, framos há muito tempo. Mas já passei em outros hospitais. Okay. Graças ao chefe Tony disse porque tem que me levar no hospital num doutor vietnamita. Sim, senhor, importante saúde. É verdade, sim. Já velho. Hoje eu trago esse é domingo. Ele também sabe trabalhar bem. Tá bem. Mas eu hoje quero trabalhar levar para aqui para ele também. Primeiro é só visita. Ah, tá bem. Segundo é quero apanhar um futuro para do mais velho. Ah, tá. Porque você sabe trabalhar muito. Então por favor me ajuda a sobre aprender mais um pouco para ele. Tá bem. Qual a coisa você não entende pode perguntar dele. Sim, sim, sim. Não tem problema. Esse tá aqui. Oh. Sim, eu tava vendo. Bạn đang nuôi dê hồng chắn đấy các bạn ơi. Sim. Ui, đứa cả đàn dê hồng đấy để ăn cỏ đấy các bạn ơi. Con cháu đang. Sim, cho con nhà kia phải xem. Đàn dê này đây. Ui dê, cho dê vào đây ăn đấy. Sim. Tổng tài sản của bác ấy là quá lớn đấy các bạn. Sim. Tudo cabe tudo assim. Sim. Olá, mas o chefe olá grande. Sim. Ui dê. Tudo esse aí. Ah, tudo isso. Ok. Ele come sozinho aqui no capim. Ok, traz aqui para ele comer capim, né? É, porque senão andar com os boi, um boi pica. Pica. Ah, coloca um chão bom para aí, mano. Sim, olha. Manga assim, aqui no chão. Sim. Vamos ver. Olha aí, tira agora, né? Ui, gente, vamos lá, tira. Vai ver, Lu. Sim. Já está pronto. Ah, já está pronto. Olha, tira agora, né? Eu tenho que ir, né? Domingo, tá? Tudo aqui, só isso. Vê, né? Sim. Esse mais cuia. Sim, sim. Esse mais cuia? Sim. Aí, qual é? Ele é ngon, ngon, ngon. Ah, esta aqui, o que cuia mais é esta aqui? Esta aqui. É, esta aqui, só porque dá essa raiz aqui nos dentes. Nos dentes. Agora, essa não. Essa aqui é mangueira? Sim, não, não. Essa se chama manga cuia. Manga cuia? Sim. Ok. Essa agora tem aqueles. Sim, fica aqui, okay. Fica aqui nos dentes. Sim, senhor. Mano, já é ano, né? Estou a ver, chefe. Tá vendo? Ele tem tudo: manga, laranja, limão, tudo coisa. Tem laranja também? Tem. É, sim, tenho. Tenho outras fazendas ali. Sim. Tem outra fazenda da do ano que aluga? Sim. Anh Đu Minh không chịu biết đấy. Nó đã phải phát sinh. Eli, tại mình đã ra đây đủ hai vệ tỷ, ta là ba là đủ bộ vụ chung đủ cái đủ là đàn giờ, ta đàn giờ gì này? Sì. Sì. Mình tuổi. Hả? Bậc, anh Đu Minh cũng bảo là bằng cái quả rau ấy bạn ta biết đấy. Tu đủ cái xin măng à? Bố xe ạc ra, bố xe ăn đá ký, đi nào cả bằng? Nó acaba. Nó acaba. Rodiar isso aqui đi nào acaba. Rồi đưa dế vào ăn các bạn. Thả trong này ăn chứ không bạc bảo là không cho bò vào đấy. Bò vào là hợp phả hư hỏng hết cây xoài các bạn. Vì bò là lớn hơn mà cáo hơn. Đấy, toàn bộ đàn dế này. Tớ bên đây capítulo. Esse tudo são 70 capítulos? Ah, essa aqui ainda resta. Outros foram lá na outra fazenda. Ah, chia ra chứ các bạn. Chia ra là mỗi nơi là mỗi người con nó đi chăn mỗi nơi. Trong này là cho dế vào ăn chỗ khác là đưa đi chăn bò. Vì bò số lượng bò là nhiều hơn dế. Các bạn. Đàn dế vào đây ăn cỏ. Dế mùa này thì béo mập luôn. Đấy, mùa này là béo mập ấy. Ăn để dưới cây xoài chứ bò không cho vào đây ăn đấy các bạn. Bò vào đây ăn là hỏng hết xoài của bác. Đấy, phải hỏng hết. Esse tudo capítulo aí. Ele tem 165 depois. Sim. Đúng mình gửi cho cái đấy. Về đấy, capítulo tudo aí. Đấy, dế lớn bé như vào đấy là ăn hết cho bạn. Năm dưới cây xoài ăn. Đấy. Chỗ này sau này mình sẽ trồng đầu chỗ này nha các bạn. Trồng ở dưới là trồng hết đầu.
Đó, giờ phải thuê một cái máy cày đến kìa. Thuê một cái máy cày đến đây là trồng đầu cho này. Ta về này. Esse do mavelo é bom trabalho. Sim, muito trabalho. Esse agora ele apanha tudo de manga, depois eu vou comprar já. Sim. Basta isso. Respeitei. Sim. Respeitei. Basta isso aí, manga tudo sair. Sim. À, ông sếp tôi mới bảo bảo sếp bảo ra isso. Anh Đô Minh cũng bảo là rất là tốn đồng bạc vì một người bạc làm được như thế này là anh ấy chưa đi hết đó còn. Giờ mình chạy dần anh ấy đi tham quan, nó sẽ đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Ra đúng mai về luôn. Ele também trabalha muito. Ele também. Sa, sabe mais. Mai về luôn sabe mais muito. Então quero você aprender para ele qual a coisa. Para ele não sei. Não, ele é só perguntar, depois sim. Eu vou ensinar. Ah, tá bem. Sim, sim. Domingo, você tem quero qual coisa você ainda não sei? Pergunta só do Mavelo. Sim. Para do Mavelo te aprender. Sim. Gosto do trabalho. Para correr com fome. Para correr com a pobreza. Sim. É verdade. É. Este aqui, sim. É, eu queria te responder. Às vezes queria perguntar como é que se planta isso aí. É caverso um buraco. Assim, depois essa aqui, quando comer isso aqui, depois se arrasa. Lá dentro tem um caroço, tira. Depois de comer isso de cima, depois se arrasa um caroço. Dentro tem um caroço, a própria semente. Cava um buraco, você cava um buraco assim grande, cava muito no fundo, até aqui assim. Aqui, até aqui assim, depois se mete lá o capim. Quando meter lá o capim só, porque se não me não dá, tem que ser o capim. Quando meter, então chega mais ou menos até aqui o capim. Mete lá a areia e mete lá esse caroço aí, fica aí. Basta germinar, aquela agulha dele vai no capim, pronto, é estrume. Sim. Bà đang hướng dẫn anh Đô Minh Cô trong giống xoài bạn bỏ lấy cái hoạt xoài nó ngắn đào sâu khoảng bằng một cái từ đầu gối xuống dưới bàn chân đó, xong lúc đó là tập ít cỏ lên là trồng như thế ta về đấy. Đô Minh Cô bây giờ là đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác đấy bạn, về mang cả bây giờ là xoài chín các bạn, mỗi ngày vào đây là khác liền này. Dia tá passando muito, né? Ele dia tá ficando verde, agora fica já quase coisão. Sim, sim, está quase. Assim está quase, porque vai passar este mês, janeiro, o próximo mês tudo acabou. Tá vendo? Sim. Hoje já é dia 14, isso já tudo está pronto. se você ficar a trabalho, é como assim? Não se fala mais, porque isso é o rico, isso é muito dinheiro. Anh Đô Minh Cao bảo là có, nếu mà có cái này mà để anh ấy làm nó sẽ giàu, chứ không phải là thoát đói đâu các bạn, sẽ giàu. Vì là một, nếu như sự kết hợp giữa anh quản lý là một này, anh Manuel là hai, anh Domingo là ba, phải bác chủ đất đây là bốn, chỉ trong vòng khoảng tầm nửa năm thôi bạn, chỉ cần nửa năm là các anh là sẽ là học hỏi được rất là kinh nghiệm rất là nhiều từ bác chủ đấy các bạn. Đấy, một người là có kinh nghiệm trồng trọt này, một người là có kinh nghiệm chăn nuôi này, đầu óc làm việc rất là tư duy và phát triển các bạn. Esse pau já tá 15 anos. Ah, esse aqui são mais velhos, mais velho a partir daqui. Para lá. Mais ou menos até ali, essa linha aí. Mas depois aqui não germinou bem. Mas o mais velho é mesmo essa aqui. Então, mais velho aqui esse, do baixo? De baixo. Essa aqui é mais novo, mais jovem. Sim. São esses aqui. Domingo. Não dá para falar. Esse olho ali não dá para falar. Não é para falar nada mesmo, não dá. Anh Domingo bảo gì? Giờ chỉ lắng nghe thôi, nhìn và lắng nghe. Luôn luôn nhìn là lắng nghe để thấu hiểu. Vì giờ không biết nói gì hơn, vào đây nhìn là đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Tao về đấy, eu nunca vi uma bairro tem esse fazenda aí dia. Não, também nunca já vi. Mesmo na cidade nunca vi isso. Mas velho, tem que aprender para dele, porque você saiu, depois ele também ajuda eu trabalho aqui. Ah, tá bem. Ele tem que andar gira. Ah, sim. Yeah. Não, ele tem que ficar muito próximo aqui. Yeah. Porque quando receber, se você for a receber, pode vir trabalhar, mete aqui o feijão, mete não sei o quê. Sim. Pode ficar sempre grande, rico. Sim. Aí, bà cái bảo là nếu anh Domingo mà cần học hỏi là cái đến đấy là bà cái sẽ hướng dẫn nhé bạn. Đấy, mình sau này thì chỉ có anh Domingo đây, anh Manuel, còn anh quản lý có ở phía bên kia bà cái cho thuê thôi. Thì học hỏi cái kinh nghiệm làm việc ở đấy để sau này là sẽ phát triển để giúp đỡ được nhiều người dân bản hơn đấy các bạn. Đấy, để có kinh tế hơn. Đấy. Về đấy. Você quando cria esse nunca vai fazer o seguinte. Nunca que você mora com ninguém. Vamos chegar lá ainda pra ver. Giờ nhìn xuống nhìn thấy nhìn cái cám chanh cái thích chứ các bạn.
đấy là hôm hôm sau nữa mình sẽ đưa anh ấy đi qua cái vườn của anh quản lý nữa, cái vườn mà bác đã cho thuê cho anh quản lý công bản làng đan lạt thuê đấy các bạn. Ui bên kia đây cam quýt cực kỳ nhiều luôn, bên này thì xoài, bên này chủ yếu là xoài cũng có cam quýt chứ mà ít hơn các bạn, ít hơn đấy, chỉ có cam quýt chỉ có chỗ này thôi. Ê thì ra cái đồ bài sụt xong xong đồ đồ lá lan ra xong nha. Tao về ok, đó là cam đấy các bạn, những cái hàng này là cam này. Xin gran đường Kuala Lepo. Kuala Lepo. Ở đây señora. Está aquí el laranja. El laranja. Sí. Laranja ni? Sí. Ya está Cota Pau ni? Cota, Cota aquí o do lado aquí. Así Cota ni? Ese cortar así es para crecer. Ah, para crecer para os bois poder passar aqui, para trabalhar aqui, porque senão se ficar em cambuta, os bois aqui não passa. Os bois porque se tem pico, depois pico. Ah, tá aqui bico aqui, tá tá. Sim, esse pico. Gaia, mano. Cá, mas ninguém gaia, ninguém come. Tipo manga. Não, sim, primeiro é laçar a própria semente, depois de crescer, é só assim que as plantas já. Sim. Bà bảo là phải chặt tỉa như này, đỡ đỡ trấu bò đi vào đây cay các bạn, là bị gái đâm hay là cũng quả không phát triển nữa. Hôm nay ở chỗ này đã thu thu hoạch rồi này. Sim. Tudo aqui. Avasso. Tudo aí. Tudo, tudo ali. Tí nữa xuống nhìn thấy cái vườn bắp cải cho nó còn ngạc nhiên nhiều nữa các bạn. Cám quả này. Xin lỗi anh chưa? Đây chặt, đang chặt bởi các bạn, chặt hết đây. Chặt hết những cái nhanh này. Isso é para os bois passar. Bora já tá aqui, tá vendo? Quả này. Gái nhiều. Mas sim, manga aqui. Manga também corta, corta tudo. Aí já đang chặt bởi chứ còn chặt bạc ấy đang tỉa bớt. Đấy. É, vieste de ver aqui. É, tudo bonito está aqui. Isso. É, o que eu quero quando tirar. Aí quem já gặp nhau là nói chuyện có cái. Tại vì cũng bảo anh Gu là tận dụng cơ hội đấy các bạn, tận dụng cơ hội để mà hỏi bạc những cái gì cần thiết để xong rồi. Cổ này, cổ thuộc ngã người. Về cabin, anh qua lấy cabin xong. Cabin. Ờ, cabin, cabin. Ờ, porque, eu não quero mais trabalhar. Cái này để sau này mình thu hoạch cho các bạn. Cái này là chơi bạn này không thu hoạch nữa. Quando esse se atrasar, vai ficar já teu. Đấy, bạn này bảo cái quả này là để sau mình thu hoạch. Ờ, sim. Những cái chỗ này là của mình cả nha bạn, sau này mình sẽ thu hoạch. Còn những cái quả mà lớn thu hoạch được rồi thì bạn đấy thu hoạch hết. Sí. Cái bị kẹn rồi, số văn ta cần để xem ai. Sí. Conforme isso aqui, aí isso vai ficar já para fica já. Sí. Đúng mình cũng thấy mình mua là sườn lòng các bạn, sườn lòng ấy sáu cái gì cũng nói mình mới sai lắm. Cái tên cốp bơ đấy. Tên cốp bơ đâu? Ông này con rắn các bạn, mình người ta con rắn đấy leo lên gầy cái này này, cái này gầy. Cái gì bao tiêu đấy? Ở đây bây giờ. Eso es vento. Vento này. À sí. Cái này bị mục kìa các bạn, mục. Cái tính cô bơ đó là. À giờ anh đưa anh dẫn Domingo xuống đấy đi xem vườn xoài thôi. Thì bây giờ đi xuống dẫn xuống xem cái vườn bắp cải của bạn này mới đẳng cấp này. Người ta về đây tôi đúng mình. Cái gì? Eso es true. Đúng mình, eso fica tempo depois vai BT. Quanto podre. Nuôi bò nhiều là có khác các bạn. Phân chuông này mới tốt để cái lấn đàm không bằng cái phân chuông này đâu. Esse doado pro compra? Não. Não. Esse melhor. Não é melhor. Esse melhor. Sim. Nói từ phấn cái ủ hoái nha các bạn, sau đó đưa ra bọn rất là tốt luôn. Đúng mình cũng vé tomate ấy, đúng bài chú. Tomate tomate mas. Ê. Đúng mình cũng đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Thường làm nó còn trong người là vui lắm ấy. Thấy mình rồi. Hả? Hả? Tính nghe đâu đấy? Vinh về kì. Sì. Ui, về tôi bà tì. Hả? Na nossa área já não tem mais fazenda aqui, segunda com essa hora com tomate. É. Não tem mais. Não tem mais? É, sim, não tem mais. Ali, girei, girei, não se encontra mais tomate como esse aqui. Não, aqui ainda tem. Sim, sim. Até que vai acabar esse, ainda tem aqui. Ok. Sim, só que está apodrecer um bocado através da chuva. Sim, tu aves, se eu metesse uns paus assim, assim, okay. Deveria guardar, porque a chuva quando coiso, cola no chão e apodrece. Bora tomate. Domingo. Como assim? Gostei de, chefe, gostei desta fazenda, é. Papagaja.
Não, eu vou comprar. Tá bem, pai, não eu comprar. Eu não subir a trabalhar. Eu sou superado, mas ele tira só esse qualquer coisa ele tem aqui. Tá depois bem. Ele acabou, eu pagar dinheiro, eu vou entrar. Tá bem, tá bem. Assim. Eu vou querer trabalhar aqui ou não? Não, vou vir trabalhar aqui. Ui, meu pai, olha, chung đấy, vô chung đấy để làm mình biết mà. Mình biết ngay mà. Cái này chính là cái hẹt hạt. Về, tôi phát đi. Cái này mà trọng cái que lên đấy các bạn thì nó sẽ không hỏng như thế này đâu. Nhưng cái này là bị bổ hết đây. Bữa to gió lớn quá là bị ngã như thế này đấy. Về thật ăn ra xin à? Là ăn giờ? Về là ăn giờ? Tomate. Sì. Bảo là ở đây là rau. Ở đây là chỉ có rau. Ở đây có ổi các bạn. Cái xe goyaba. Cái xe goyaba. Ổi các bạn này. Đấy hình như là có đâu được 10 cái. 10 cái gì đấy. Es el lage. Esa aquí es masa. Eso es masa. Ô có cả tạo các bạn kìa. Cái chỗ này hôm nay mình mới lên đây này, có ổi này. Ổi nó quả lá vừa các bạn này. Esi olaba de vermelho? Sí, cuando fica pronto fica vermelho. Ah, vermelho, né? Dentro de vermelho. Fica amarelo. Ah, sim, sim. Ổi đỏ chứ bạn, ổi đỏ. Como? Tomate. É. Isso não dá pra se falar. Giờ là gãi đau gãi tai thấy mình múa trong cái sướng lắm đấy bạn. Sướng lắm đấy. Muốn đến đấy làm hoàng đấy. Muito dinheiro. Você ainda não vê, vem aqui para ver. Mas coi já aqui do baixo. Ai xuống này giờ này mà để cho anh Domingo mà nhìn thấy cái vườn bắp cải này thì chắc là đất năm vay ba rửa. Sướng lắm chứ nhìn thấy nó mình múa đây là trong lòng là gì. Esse como? O do coração como? A tibensa como? Onde é que tu apesar é muito longe, chefe? Ah? Onde é que tu apesar para ver assim, dinheiro? O meu coração está apesar muito longe. Aí anh ấy bảo là bây giờ suy nghĩ rất là dài khi nhìn thấy cái vườn này là bảo mình mua đây các bạn. Tu do ali. Vou falar mais que. Vou falar mais que. O meu coração está mal. Tu apesar esse dinheiro, chefe. Anh ấy bảo ở đây là tiền, ở đây là rau, có rau sáng phú quý tiền đấy, vì người làm nông nghiệp là anh ấy biết cũng rất siêng năng nữa, siêng năng cần câu nữa, cho nên là tu đua cái gì mà tu đua gì mà là isso agora 2.700 pau não é dois pau. Agora quando você acha que não consigo trabalhar, é por isso que tem esse capi aqui. Não consigo mais trabalhar. Okay. Como quero já mudar. Sim. Sim. Pronto. Fica. Isso fica. Sim. Isso fica mesmo assim. Tá bem. Depois, quando eu vender, chefe Tonice, tem força a meter trabalho. Você precisa de pagar. Sim. Quero trabalhar aqui ou não? Vou, quero. Hã? Quero trabalhar aqui. Isso é em Cuba. É assim? Sim. Assim estamos descendo o repolho. No repolho? Sim. É. O que está aparecendo é o repolho? Ah, é repolho. Chết cháy rồi. Cháy rồi đó. Đấy lá hơi nhiều còn bị héo này. Tá bom? Tá bom. Sim. Não. Para casa. Hã? Não dá para falar. Sim. Não dá para falar? Não dá para falar. Tá vendo? Tem esse ano nunca tem fazenda para ter depósito, não é? Não. O problema, o ano passado, não tinha muita chuva. Depois eu tinha metido aqui muito repolho, tudo isso era repolho, até lá no fundo, lá, era repolho. Depois saiu bem, mas hoje, este ano, pensei que talvez aquela chuva do ano passado vai ser a mesma. Sim. Ok, agora, hoje, este ano, a chuva é muito. Olha só ali, conforme, muita água, muita água, a chuva veio, muita água. E eu depois não cavei as valas. Pensei que a chuva é pouca, afinal, a chuva é muita. É, mas pronto. Plantar isso aqui, sim. A distância é mesmo isso aqui. Agora, o que me dá aborrecimento é não tirar essas folhas aqui, embaixo. É andar a tirar essas folhas. É quando planta, tira essas folhas. Mas, mesmo essa plantação, como trabalhei com muita gente e eu estava no hospital, fizeram um bocado apertar. Sim. Seria mais ou menos aqui e aqui.
Essa aqui não podia estar mais. Sim, tem que fazer uma distância assim. A 60? Ou 40? 50? Sim. Okay. Sim, tinha que ser assim. Isso é para criar uma bola grande. Sim. Bác bảo là trong thời gian bác đi bệnh viện là còn rất nhiều con cháu đến đây làm, các bạn là thông là hơi dài, nhưng mà để bác trực tiếp ở đây là trong cách khoảng cách đó xa hơn. Rồi, domingo, vê tá trabalho do. Tem que ver com tá trabalho. Gostei deste trabalho, mas velho, eu vim visitar aqui, como chefe do distrito, tenho fazenda aqui. Tá bem. E vou, quero comprar fazenda. Tá bem. Agora você domingo vem ver. Sim. Eu agora cheguei, vi. O chefe Tony vai vir pagar, gostei do meu trabalho, tá bem. E o chefe vai te dar dinheiro, tá bem. Esse aqui vai ser nosso. Tá bem. Thấy của mình biết ngay mà. Nhìn thằng Minh đứa số này là anh sẽ hoảng hốt chứ mà. Vì chưa có cái trang trại nào ở thời điểm này mà có được cái vườn bắp cải như thế này đâu nha các bạn. Mặc dù là nó cũng bị hỏng vì là trời này mưa hơi nhiều. Đây này, đây này các bạn, chỗ này đẹp này. Cao hơn nó biết lên luôn. Esse fica mais de alto, depois fica não fica traga, né? Não, esse agora está bom. Mas depois vou vir tirar as folhas de baixo. Já, yeah, tira a folha de baixo. Pegar já. É, para pegar já bem. Vou tirar essas folhas de baixo, esse, tudo sair. Isso tudo? Sim. É, para sair fora isso aqui, pronto. Depois ele para desenvolver, meter a bola. A bola? Sim. Para meter a bola. Vê aqui, đúng là trên cao nó có khác các bạn này. Đến chỗ này cứ một hôm vào là một hôm khác luôn, một hôm vào là nhìn nó khác hẳn luôn. Tao vê. Esse do alto fica limbo. Do baixo daqui fica traga, tá vendo? Aí chỗ này là khác các bạn này, chỗ này là hỏng này. Hẻo luôn này. Đấy, này. Esse chỗ này các bạn này. Ah, esse estragou. Đấy, chỗ này. Faltava bala. Sim, faltava bala. Lá ua vang. Mas é muito trabalho isso, é muito dinheiro. Olha só a água, água. Estou a ver, Muita água. Muita água. Estrada. Nhìn cái chỗ cao là khá khăn các bạn. Olha só. Sim. Chỗ này bị hỏng các bạn này. Này, cái đi. Cái bị lên bị tôi gọi là bật gốc luôn các bạn, bật gốc luôn này. Tiếc chưa? Cái chỗ này bị hỏng rất là nhiều. Nói chung hàng bây giờ con phía trên này là cũng bị này. Điều phía trên này là đứng sánh tổ các bạn, là cao hơn. Dưới này này. Nước đứng còn đồng ở dưới này không chảy thoát kịp các bạn, đau mướng nhưng mà bị lở hết các bạn. Cạn cả mà. Tôi tua về. Mình ta quay agua que me mató. Sim, agua que me mató, nói. Sim. Nói chỗ được. Trabalhar. Hỏng hết luôn các bạn. Một vườn bắp cải như thế này này. Bác ấy bảo là gió không phải là đáng lẽ như năm ngoái không còn nước nhiều này đâu. Nói như năm ngoái vì cũng thời điểm này không có mưa mà còn, làm gì có mưa đâu. Chỉ có cái thời điểm này bắt đầu mình sau năm nay mình mưa nhiều. Esse ano tipo não chuva tipo esse ano, né? Chuva esse calor. Sim, o ano passado. Sim. Sim, sim, sim. Por agora, porque antes de fazer isso para do curso do Manguela, para do rio, para Areguá, não é? Sim. Esse tempo, esse chuva, depois água empurra lá. Sim, deveria empurrar a água já. Agora a chuva hoje. Está chovendo, está chovendo. Corre, pô. Sim. Mesmo agora está chovendo assim. Aí já lembrou, né, cabana? Vì bà cải bảo là những cái năm khác là không có mưa như này, là trong gần suối để bơm nước lên đây tưới, nhưng không ngờ năm nay là mưa lớn như vậy, là dăm sỏi mon này các bạn. Ui, chỗ này bắp này. Ui. À xin. Mình về đúng mình ngủ về. Ê, hola. Hả? Ê, hola tá tudo já. Sim, tudo. Fata rolaço. Sim, tudo. Cuốn này, chỗ này cuốn đẹp cái luôn các bạn này. Cuốn cực kỳ đẹp luôn. Mà cũng bị hỏng rất là nhiều. Đây, trong này nước các bạn này. Estamos entrando a gacho, do mais velho. Sim. Sim. Isso estragou. Ở trong này các bạn này. Nước này, hỏng rồi. Nem pisar não dá. Não dá. Não dá. Esse já tá traga. Esse tem que vai fazer vala. Nếu mà làm mướn đàng hoàng, đợi đấy cho nó cạn các bạn. Vamos meter la vala. Sim. Por quê? Passar assim. Esse é som de tipo de areia. De areia, ele mora muito. Dinheiro estragou. Hã? Ah? Estragou, estragou mesmo. Estragou. Estou muito dinheiro. Muito dinheiro aqui. Mas chứ bọn, này, bên này là cuồn này. Ở phía trên đầu lợp này là cuồn này. Phía trên này đẹp hơn này. Đấy. Sánh mượt luôn này. Bắp này. Ui, cuồn cười chắc luôn nha các bạn. Está bom. Aqui está mais ou menos. Passar isso está estragado. E aqui está mais bom aqui. Ah, giờ này đẹp hơn các bạn. Também está bom. Giờ này đẹp hơn này. Agora sim. Agora aqui. Ui, giờ này đẹp hơn này. Sim. Cái hang, hai cái hang phía đấy là bị hỏng. Domingo, ué. Meu Deus. Hã? Olha o dinheiro, chefe. Hã? Dinheiro? Aí, để cho anh Domingo, anh Manuel học bạc thêm khoảng tầm vài tháng đấy các bạn. Là sẽ là mọi thứ là sẽ gọi nhuần nhuyễn luôn. Ok luôn. Này, chỗ này đẹp thế này. Các bạn này, nhìn này. Ui giời. Aqui tá bonito. Sim, aqui tá bonito. Đẹp này.
Daí vamos lá. Aqui está bonito porque o rio, o rio está no fundo. Sim. Aqui, por isso que aí tá a água está no fundo, está super. Yeah. É tipo uma vala grande aí. Sim. É por isso que aqui está bonito. Lá é na Morena. A água vem para aí, entra no fundo, sai aí. Dinheiro. É o chefe, olha dinheiro. Sim. Isso é dinheiro. Então, Andine, que já ouve, né? Abelhação. Đẹp chưa? Ở phía đấy là bị hỏng mất 2-3 dãy hang đấy các bạn. Giờ này đẹp cực kỳ luôn này. Bắp cải, bắp nào bắp sánh mượt luôn. Không có một tí xấu nào luôn nha các bạn. Ít xin nó tính kê tí bù đê 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 mù kỳ tù được tí ra nè. Đu bí xu. Nào, bí xu anh ta nó tên. Mà, bởi vì em em phải xảy ra có... Có máquina. Có máquina. À, bạn có bơm thuốc từ sáu, bạn làm việc rất là khoa học, trông rất là có khoa học. Có lấn, có đàm này, có phấn bò này. Đây là có thuốc từ sáu và tất cả các mọi thứ này. Về này tada valeu aqui. Agora eu vou comprar aqui. Para depois você ficar tada valeu. A tada valeu não, não. Muito obrigado, vou trabalhar agora. Já, mas velho. Sim. Então hoje eu venho aqui para levar esse Dudu domingo para vir visitar a tua fazenda. Tá. Então, qual a coisa você arranjar seu tempo para eu vou levar você vai já. Ah, tá. Depois tira só esse aroma, eu vou pagar dinheiro. Esse do janelo, eu do 20 de janeiro, né? É, bom. Vamos ver. Até... Vamos aproximar um bocado fevereiro, né? Fevereiro. É, porque vai ficar esse um não pode ficar, vai ficar... Bảo là khoảng tầm cuối tháng 1 là bắt đầu mình sẽ trả hết số tiền còn lại và sẽ đi vào làm. Trốn đầu tháng 2 đấy các bạn, đầu tháng 2 là mình sẽ đi vào làm. Thì hôm sau là mình sẽ nhờ bác Trần đi thêm xem những cái suối đường nước là như thế nào ở đâu đấy các bạn. Thì hôm nay là đưa anh Domingo đến đây là để cho anh ấy là thăm và học hỏi một cái số kinh nghiệm để trước mắt là làm quen bác đã, để làm quen đã nha các bạn. Sau này là biết đường ở đấy rồi thì mình sẽ nói bác là nhờ là hướng dẫn anh ấy thêm một cái số truyền lại anh ấy thêm một cái số kinh nghiệm nữa giữa anh Domingo, anh Manuel và anh quản lý các bạn, để sau này là các anh là những người là có kiến thức về nông nghiệp nhiều nhất nha các bạn, để mà phát triển ở tương lai hơn tại cái bản làng nghèo khổ ở châu Phi này.